Bia anh thắng như cũ, nếu anh thua là anh mất thêm 4 cái thẻ. Oai đặc cấp đấy. Dân chơi donate cho tôi rồi. Kèo này nếu mà tôi đoán đúng, team tôi thắng tôi được 1 củ đấy các bạn. Còn tôi thua rồi mất các bạn 5 cái thẻ. Không phải 4, mất bạn 5 cái thẻ luôn. Dân chơi đấy, dân VIP đấy. Và quý các bạn, hạ team đây. Trận thi đấu này tôi đã chính thức bắt đầu. Ok nhá. Gáy à. Quên không chuyển cam. Không chuyển cam rồi. Vâng và chào mừng tất cả quý các bạn. Lấy cái mic đã. An mic đây. Và chào mừng tất cả quý các bạn đến với trận thi đấu của Sơn Tinh Thủy Tinh, mà hay chúng ta còn gọi ở đây đó là TMQ và HH2K. H2K thì đang tập luyện để có thể vào giải đấu. Okay, trong khi anh đó thì TMQ đã vào giải đấu rồi. Ok, cảm ơn em. Còn đầu bên kia là 4 người chơi ở danh kim cương. Đó là vị trí của Luân TV, Hưng DJ, Oriu và vị trí của Slow Speak. Với 4 cái tên này thì các bạn đã quá quen thuộc trong giải đấu tìm kiếm cho nó ra bên Nam rồi. Và đây là kèo thi đấu siêu kinh điển 2 cân 4 nhá. Anh chọn team 4 âm ha. Ôi, ngay lập tức Luân TV đã phải nằm xuống rồi. Đúng rồi, anh chọn team 4. Hưng DJ đang có một tình huống đẩy vào. Vâng, Luân TV nằm hơi sớm rồi. Chúng ta ở trong kèo này chơi full súng. Chơi full súng, không sử dụng súng xa và không sử dụng Skyler và Tôn Ngộ Không. Vâng, một kèo 2 cân 4 đấy. Vâng, siêu đẳng cấp. Giữa vị trí của tôi không biết là thằng nào, thằng TMQ đó. À, Thủy Tinh là TMQ, Sơn Tinh là vị trí của HHK. Vâng, hai anh em mà chắc là kết nghĩa hội vườn đào và sau ngày hôm nay thì giải tán hết. Một tình huống đứng kè bắn không tốt đến từ vị trí của HHK, hay còn gọi là Sơn Tinh. Bên này Slow Speak đang muốn đẩy sang. Vâng, cả Hưng DJ nữa. Vâng, kèo này ngon rồi, kèo này ngon rồi. Thắng chắc, một củ trong tay. Thắng chắc rồi. Cố lên em ơi. Vâng, TMQ và vị trí của Sơn Tinh đang muốn bắt vào một người. Nhưng mà đầu bên kia chúng tôi vẫn còn 3 người cơ. Vâng, anh chàng H2K đã nằm. Có thể được cứu. Nhưng mà cứu làm sao được. Bây giờ còn lại một mình TMQ và tỷ số là 0-1. Luôn bảo để 3 người kia bắn hơi anh à. À, đẳng cấp đấy. Luân ơi đừng gáy. À, thằng Luân nó hay gáy lắm. Đề nghị Luân TV chống đẩy một tay cho tất cả quý các bạn cùng xem nào. Các bạn ơi, Việt thắng bình luận rất nhiệt huyết và cổ họng rất đau để có những trận đấu hay, vì thế các bạn đừng tiếc gì một like và share. Cuối cùng thì đăng ký kênh và bật chuông thông báo để giúp Việt thắng có động lực nha. Và TMQ thì đang là một trong những tuyển thủ được đánh giá rất cao trong giải rồi. Trong khi đó thì anh chàng H2K thì đang tập luyện PC để có thể vào giải thi đấu này. Vâng, chúng ta có thể thấy được rằng Luân TV và Hưng DJ đang muốn đẩy sang. Tốt, H2K đã phải nằm rồi. Vâng, một kèo cụ đi chân lạnh toát. Bây giờ còn lại một mình TMQ. 113 máu, đau quá em ơi. Càng. À, thắng kèo thi đấu này là tôi được một củ đấy. Tí tôi sẽ viết mã thẻ cho anh em. Ô, một tình huống Luân TV bị bắn tầm xa. Vâng, một pha sấy cực kỳ tốt với QMP. Vâng, đầu bên này Luân TV sẽ được cứu mà thôi. Slow Speak đang muốn mở cánh. Trong khi đó thì Sơn Tinh đang là người đứng mũi chịu sào. Chính xác hơn là vị trí của Thủy Tinh đang đầu bên này đối đầu Slow Speak. Vâng, chia người ra là 2-2. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy rằng là đang sấy cực kỳ đau. Ô, Oriu tí nằm. Ở tất cả các tuyển thủ ở trong trận thi đấu này đều là những người chơi có mốc danh kim cương. 2-1. Ôi, nấp một người rồi. Toàn. Vâng, đội bạn không gạt sò. À, không cứu luôn. Đúng rồi, đội team 4 không cứu. Vâng, bây giờ chỉ còn lại một mình Slow Speak thôi. Một cân hai. Cân 2 thằng em ơi, cân 2 thằng nó. Chúng đâu? Ôi, toàn. Toang rồi. Ôi, 1-2 rồi. Càng đấy. Anh chàng Oriu bắn hơi bị đỉnh ấy nhá, đừng có đua. Vâng, H2K đã phải nằm rồi. Một pha bắn tốt đến từ những người DJ. Ôi, Slow Speak bị bắn nốc đến từ những TMQ.
căng quá, căng quá, căng quá. Vâng, 1 đổi 1, nhưng bây giờ sẽ là 1v3. 1v3 này, ui, Luân TV ra đạn đỉnh thế nhá. Vâng, Luân TV bắn quan sát cực kỳ đỉnh, vừa bắn vừa lùi đến từ vị trí T và Quy, nhưng khả năng là bất lực. Ui, nhưng nốc được một người rồi. Nó nốc được một rồi, nốc một rồi. Nhưng mà còn Hưng thì dây Luân TV thì không nhai ở đâu. Nhai làm sao được. Cắm cờ luôn đấy chị lệ. Đắp chiếu luôn, đắp chiếu luôn. Chống đẩy một tay. Bạn nào bảo thằng Luân chống đẩy một tay cho anh cái. Phải chống đẩy một tay cho anh. Chống đẩy một tay khịa chân đi cho anh. Tôi phủn hết cả nước ra, tôi bàn phím rồi. Vỡ bầu, tôi phủn hết nước ra bàn phím rồi. Buồn cười quá. Hay. Ôi. Tôi mừng quá, tôi sắp được một củ rồi anh em. Là hai thằng cu em bắn rất hay. Nhưng mà hai cân 4 nữa là điều không thể. Cân 4 người, cân 4 bình thường thì không nói. Nhưng mà cân 4 người danh kim cương khó lắm. Cân nổi không? Cân nổi không? Trời ơi. Cân hô anh cái. Cân hô anh cái. Ghê 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 ghê. Ghê ghê, bèm rồi, bèm rồi, bèm rồi. Bèm rồi, bèm rồi. Úi giời ơi, chồng chồng người. Cẩn thận, cẩn thận. Ở bên ngoài này H2K cũng tí toàng. Vâng, Luân TV và Solo Speak đi với nhau. Hưng DJ đi cùng với Mitchell O'Neal. Quý vị khán giả like, share, chia sẻ nhiệt tình nào các bạn ơi. Vâng, không có góc nào để thoát. Thoát nổi không? Không thoát được. Vâng, bịt keo vào hai cái đầu kia. Cáo thế nhờ. Ôi, được vào nhà rồi, vào nhà rồi, vào nhà rồi. Cáo lắm anh em. Nốc rồi, nốc rồi, nốc một, nốc một. Nốc một người. Nốc một người rồi. Vâng, quá tham lam đến từ cả hai người chơi. Bây giờ tên bác Quy đâu? Ui, cụ đi rồi, cụ đi rồi. Hơi toàn, tỷ số là 1-4. Vâng, tiếp tục tới với round thi đấu tiếp theo. Ấy, tê bậc, ôi, Hưng DJ đang bị bắt. Hưng DJ nằm rồi. Slow Speak đang đối đầu với Sơn Tinh và Thủy Tinh. Nốc người thứ hai. Và bây giờ còn lại squad O'Reilly đang đẩy vào bắn nốc cho Sơn Tinh. Nhưng O'Reilly cũng đang phải nằm xuống và đây là Luân TV. Luân, Luân. Toàn rồi, Luân TV sao tự nhảy xuống. Thôi, Luân TV để nó cứu dậy là toàn rồi. Luân TV để cho đội bạn cứu dậy là một kèo thi đấu thua rồi. 2-4. Toàn đấy, toàn đấy. Toàn đấy. Ở đầu bên kia là Luân TV, Hưng DJ, O'Reilly và cái chữ Slow Speak. Ở Luân TV đang bắt đầu lươn lẹo đi vào góc máy này, nhưng Luân TV đang bị bắt rồi. Một mình Luân TV đi đến đây. Và đó là mạng dành cho vị trí H2K. Đầu bên kia O'Reilly và Hưng DJ đã tới. O'Reilly cũng đã phải nằm xuống rồi. Đang bị bắt bài và bắt lẹ từng người một. Một miếng đánh rất đau dành cho bên phía đội của H2K và TMQ. Bây giờ còn lại Slow Speak và chữ Hưng DJ. Vâng, không cứu em ơi, không cứu, không cứu, không cứu. Chúng ta không cứu, từ xa đi, từ xa đi. Đúng rồi. Hô đấy. Hay 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 hay. À. Ghê ghê ghê. Đẩy vào, đẩy vào, đẩy vào. Hưng đi dây này. Hưng đi dây này, Hưng đi dây tỏa sáng. Hưng đi dây tỏa sáng em ơi. Vâng, sẽ còn lại đó là 2v2 mà thôi. Và các bạn có thể thấy bây giờ mỗi bên chỉ còn lại cho mình đó là hai người. Slow Speak khả năng là sẽ phải nằm xuống nhưng không. Slow Speak, à, đúng rồi, nằm rồi, nằm rồi, còn một mình Hưng rồi. Một mình Hưng đi dây rồi. Một mình Hưng đi dây cần hai người. Cố lên team AAA. À, cố lên team A, team A anh nghĩ rằng dễ dàng lắm. Ô, 3-4 rồi. Rất hay. Tỷ số là 3-4. Hay đấy, hay đấy. Đẳng cấp đấy, đẳng cấp đấy. Ghê đấy, ghê đấy, ghê đấy. Đẳng cấp đấy các bạn. Vâng, chúng ta sẽ đến. Cố lên các em ơi. Cố lên, cố lên. Đâu. Vâng, các bạn có thể thấy rằng kỹ năng của hai người chơi này cực kỳ cao. Vâng, cả hai đều mang cho mình đó là những cái tài thỏ. Anh chàng H2K vừa còn lại cho mình đó 54 máu. Đang dồn sang. O'Reilly đang bị quẩy. Một kèo thi đấu khó. Sơn Tinh phải nằm xuống và đó là bắt bắn đến từ vị trí của Hưng. Trong khi đó thì O'Reilly đã có một tình huống đổi mạng ở đây rồi. Còn lại vị trí của Sơn Tinh mà thôi. Căng 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 căng. À. Ghê đấy, ghê đấy, ghê đấy. Ghê đấy. Ghê 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 ghê. Cân nổi không? Hưng thì dây nằm rồi. Đen 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 đen. Thằng TMQ nó bắn cáo thế các bạn. Nó đứng sau hàng rào mà nó vẫn tiêu diệt được Hưng thì dây. Vâng, bây giờ thì nó di chuyển ra này. Cáo lắm, cáo lắm, cáo lắm.
À, tám màu lên từ vị trí của TMQ. Bây giờ bên phía team của chúng ta vẫn còn Luân TV và Slow Speak. Bằng lượng máu hồi rất nhanh. Máu hồi nhanh thế nhờ. Đau đấy. Ôi, thôi. Nó di chuyển cáo thế. Luân có tình huống đứng lỗi để bán đồ à. Hay. 3-5, yeah. À, nó di chuyển cáo thế các bạn. Thực sự luôn đấy. Di chuyển rất cáo luôn nhá. Di chuyển thực sự rất cáo luôn các bạn. Nói thật với các bạn là di chuyển siêu cáo luôn đấy. Đẳng cấp luôn đấy. Kiếp nạn để có thể trụ đến ngày hôm nay. Và hiện tại bây giờ thì đang rất tiếc cái biệt là hai bạn. Và tôi đang thấy rằng là có một người chơi đi tiền phòng đến từ những Hưng DJ. Trong khi đó thì Oriu đứng cover đằng sau. Và đầu bên này chúng ta đã có thấy rằng Slow Stick của Luân TV đang đẩy vào. Oriu bị bắt lẻ lại rồi, một tình huống hơi non. Và một pha mà Hưng DJ chạy mất dép. Hưng DJ còn lại một nửa lượng máu và đó là một tình huống bắn luôn sắt. Đau quá, bây giờ sẽ là một tình huống ai đúng không? Oriu vừa có một pha chạy ra ke nhưng không thành công. Vâng, bên này hai người chơi bắn nó bao bọc cho nhau kinh quá. Vâng, keo này căng nhanh, thủy tinh đã phải nằm. Và đó là team góc kiến của Luân TV. Hay. Luân TV đã cầm team góc kiến thì chỉ ăn cám lợn nữa em ơi. Ăn cám lợn thôi. Toàn đấy. Đau nha. Đau. Ôi, bình tĩnh. 74 máu. TMQ vẫn đang còn cho mình cây UMP và lượng máu là đầy nguyên. Và kèo 1 cân 2 này là một kèo mà TMQ nó có thể nhai được. Và cần phải cẩn thận nha. Đừng để nó bắt. Ui giời ơi, một nửa lượng máu, may quá. TMQ không còn máu để hồi, à còn một bình. TMQ đang rút cho mình đó là M1014 ra rồi. Ôi thôi. Nó bắn như này, các bạn thấy nó bắn chất lượng không? Nó bắn chất lượng lắm luôn đấy các bạn. Và các bạn khán giả đang xem livestream tranh Việt thắng, xin một like một share nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đẩy vào nào. Càng kèo căng não, Luân TV đang cầm chim có kiến rồi. Và ở tầm trung như thế này thì Luân TV sẽ không phải là đối thủ UMP. Chim có kiến là một cây súng sẽ không có lợi thế ở góc máy này. Và Luân TV có một tình huống đứng thật muốn tự sát chết bò để đối phương không hơn tiền. Nhưng mà tỷ số bây giờ vẫn đang là 4-5 mà mạng này dành cho TMQ. Toang rồi. Sát khu vực này, TMQ đứng kê trên nóc nhà. Vâng, di chuyển chồng người rất khéo đến từ cả hai người chơi. Vâng, bây giờ Slow Speak vừa bị cấu máu. Hưng thì dây muốn vào nhưng không thể vào được. Vâng, đang muốn nhảy nóc nhà đấy. Các bạn cùng xem pha xử lý này. Vâng, Sơn Tinh đã nhảy lên bên trên rồi. Hưng đi dây trên nóc nhà xây nóc vị trí quá đai cả. Cực kỳ hay. Chỉ còn lại một mình TMQ 1 cân 4. Bây giờ 1 cân 4 được quy là đẳng cấp này. Một tràng pháo tay cho đội bạn. Oriu đẩy vào nóc vị trí của Oriu. Đẩy vào là sai sách rồi. Hưng đi dây tiếp tục nhảy lên trên khu vực nóc nhà. Vâng, một pha Hưng đi dây rút lui kịp thời chứ không là toàn. Rất nhiều keo được dàn ra cho khu vực này. Vâng, Hưng đi dây đã rơi xuống rồi. TMQ đang tận dụng lợi thế của những quả keo. Và đội bạn sẽ không được đủ keo bởi vì thế TMQ đang tận dụng cái lợi thế này. Vâng, ngồi rất cao đến từ vị trí TMQ. Các bạn có thể thấy ngồi nhảy bắn tích rất khó chịu. Nốc thêm một người chơi nữa đến từ chứ Hưng đi dây. Phải chăng đây là một pha 1 cân 4? Ôi may. Luân TV may đấy. Pha vừa rồi không có bạn Slow Stick cover là Luân TV gãy luôn đấy. Càng đấy. Toàn này các bạn, chúng ta bắn kinh thật đấy. Taika và TMQ phải giành chiến thắng nếu không muốn đổi tên thành mõm. Ta có thể thấy được rằng là một người chơi đứng kè đây rồi. Đến từ vị trí của H2K. Tâm lý là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng ở trong giải thi đấu như thế này. Kè rất kéo luôn, các bạn nhìn không? Luân TV nằm. Luân nằm luôn rồi các bạn. À, là thao tác di chuyển nhanh thế nhở. Thao tác di chuyển rất nhanh luôn các bạn. Một pha đục kèo và sấy thẳng vào trong khu vực bên trong. Ở bên này. Ô oh! Chúng ta vào được top cao thôi, nhưng mà V Gaming họ đã làm được.